Sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã chủ trì làm việc với Thường trực Ủy ban xã hội về luật dược và luật công đoàn sửa đổi. Cùng dự có chủ nhiệm Ủy ban xã hội Nguyễn Thúy Anh. Báo cáo tại cuộc làm việc, chủ nhiệm Ủy ban xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, ngay sau kỳ họp thứ 7, Ủy ban xã hội đã phối hợp với Ủy ban pháp luật và cơ quan soạn thảo nghiên cứu ý kiến đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo luật dược và luật công đoàn sửa đổi. Phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội Nguyễn Hoàng Mai cho biết, đến nay, luật dược đã cơ bản đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cơ quan soạn thảo là Bộ Y tế và cơ quan thẩm tra. Các vấn đề lớn tại dự thảo luật dược như chính sách phát triển công nghiệp dược, kinh doanh chuỗi nhà thuốc, quản lý giá thuốc đã được tiếp thu chỉnh lý theo hướng quy định cụ thể, làm rõ hơn các quy định. Đối với dự thảo luật công đoàn sửa đổi, Phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội Đặng Thuần Phong báo cáo những nội dung lớn còn ý kiến khác nhau như hoạt động công đoàn của người lao động là người nước ngoài, tài chính công đoàn, tài sản công đoàn. Từ nay đến khi trình Quốc hội dự án luật công đoàn sửa đổi, Ủy ban xã hội sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến góp ý, tổ chức lấy ý kiến một số công đoàn ngành trung ương tại Hà Nội. Tại cuộc làm việc, Ủy ban xã hội cũng báo cáo bước đầu về tiến độ thẩm tra dự án luật việc làm sửa đổi và luật chuyển đổi giới tính. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao Ủy ban xã hội đã tích cực phối hợp với cơ quan soạn thảo, các cơ quan liên quan để tiếp thu chỉnh lý đối với dự thảo luật công đoàn sửa đổi và dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Thường trực Ủy ban xã hội tiếp tục rà soát kỹ lưỡng nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, của Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền, lưu ý về kỹ thuật lập pháp, từ ngữ trong dự thảo luật để bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật, thể hiện được chính sách lớn đã đề ra khi xây dựng luật.